Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2024. Đây là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn tổ chức điểm. Năm 2023, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với xã Lộc Vĩnh, các cơ quan, doanh nghiệp và bà con nhân dân tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, cùng góp phần chung sức xây dựng địa phương, phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Năm qua, đơn vị đã bắt giữ xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật với tổng số tiền xử phạt gần 265 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây giúp nhân dân phòng chống bão lụt cùng với các lực lượng ra quân ngày Chủ nhật xanh trên bãi biển tại các khu dân cư, hỗ trợ tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách và duy trì mô hình hũ gạo tình thương. Ngoài ra, đơn vị còn nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình nâng bước em tới trường. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh tặng kỷ niệm chương và giấy khen cho các tập thể cá nhân vì đã có nhiều đóng góp thành tích trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế tặng các suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng trong ngày 28 tháng 2, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và xã Lộc Vĩnh tổ chức các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày hội biên phòng toàn dân.